khoảng 9 giờ ngày X tháng 9 năm 2023 tại ngôi nhà sàn của ông Lò Văn A ở bản Sam Mấn, xã Sam Mấn, huyện Điện Biên xảy ra cháy do trẻ nhỏ trong bản nghịch lửa làm cháy đống rơm tích trữ để nuôi gia súc dưới gầm nhà sàn. Tại thời điểm xảy ra đám cháy, người lớn trong gia đình đi làm ruộng không có nhà. Các cháu nhỏ lại sợ hãi nên chạy đi trốn mà không báo với ai. Đống rơm bị cháy để ngay cạnh nhà. Xung quanh là các hộ dân khác trong bản cũng có cùng kiểu nhà sàn với chất liệu chủ yếu làm bằng gỗ và các vật liệu dễ cháy. Thời tiết hành khô, rơm được chất thành từng đống san sát cạnh nhau làm ngọn lửa nhanh chóng bùng phát bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà ông A có diện tích khoảng 120m2, có nguy cơ cháy lan sang các ngôi nhà bên cạnh, thậm chí lan rộng có thể cháy cả bản với hàng chục ngôi nhà sàn, gây thiệt hại lớn về kinh tế và nguy hiểm cho người dân. Do gặp vật liệu dễ cháy, gió to làm phân tán các tàn lửa bay ra xung quanh nhanh chóng, làm cháy tiếp 3 ngôi nhà của bà Quang Thị L, ông Lường Văn B và ông Lò Văn C ở kế bên. Khói mù bao phủ khiến người dân bị hoảng loạn, không thấy lối thoát, một số người dân còn mắc kẹt trong nhà. Cùng lúc với việc người dân dùng kẻng an toàn phòng cháy chữa cháy báo động trong toàn bản, đồng chí trưởng bản đã nhanh chóng gọi điện thoại báo cháy đến đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy dân phòng, báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh qua số điện thoại 114 và báo cho công an xã đến hỗ trợ. Tại vị trí cột điện đầu bản, Điện lực Điện Biên đã cử cán bộ nhanh chóng thực hiện các thao tác ngắt nguồn điện dẫn vào các nhà dân trong bản. Trong khi đó, dưới sự chỉ đạo của lực lượng công an xã và phòng cháy chữa cháy dân phòng, các biện pháp chữa cháy cứu nạn ban đầu đã được triển khai. Tuy nhiên, do đám cháy đã phát triển lớn, các vật liệu làm nhà đều là chất dễ cháy nên việc sử dụng các biện pháp chữa cháy tại chỗ như xô, chậu, chăn, quần áo, tẩm nước và bình chữa cháy xách tay để dập cháy không đạt hiệu quả. Đồng thời, bức xạ nhiệt tỏa ra từ đám cháy lớn đã khiến công tác cứu nạn cứu hộ gặp khó khăn, không thể tiếp cận cứu các nạn nhân. Lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng đã tổ chức hướng dẫn được 20 người đang mắc kẹt tại khu vườn thoát nạn và xác định còn khoảng 30 người bị thương bị mắc kẹt trong các ngôi nhà. Ngay sau khi nghe tiếng kẻng báo động về phòng cháy chữa cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng, nhân dân trong bản nhanh chóng có mặt tại hiện trường đám cháy với các công cụ phòng cháy chữa cháy tại chỗ như xô, chậu, bao tải, chăn bông, bình chữa cháy xách tay. Theo sự phân công chỉ huy của đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy dân phòng, mọi người ngắt điện ngôi nhà, phá cửa, sử dụng bình chữa cháy xách tay, xô, chậu, múc nước tạt vào đám cháy, dập lửa để ngăn chặn, chống cháy lan, đồng thời tổ chức tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, di chuyển tài sản trong nhà ra khu vực an toàn. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy dân phòng đã triển khai thành 4 tổ, lập tức tiến hành phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban đầu, cứu và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm về vị trí tập kết. Ngay lập tức, tổ hướng dẫn thoát nạn nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Sau khi đưa được 20 người đang mắc kẹt tại khu vực vườn để thoát nạn, tổ hướng dẫn thoát nạn báo cáo đồng chí đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy dân phòng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Dưới sự phân công của đồng chí đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy dân phòng, tổ hướng dẫn thoát nạn tiếp tục tìm kiếm và giúp đỡ mọi người ra đến lối thoát nạn và đến vị trí tập kết. Do đám cháy bùng phát nhanh trên diện rộng, còn có nhiều người mắc kẹt tại các hộ dân trong bản nên gây tâm lý hoảng loạn, lo sợ cho nhân dân. Các thành viên tổ cứu nạn của đội phòng cháy chữa cháy dân phòng đã chia thành nhiều nhóm nhỏ liên tục ứng cứu và đưa được 16 nạn nhân bị tai nạn thương tích tại khu vực xảy ra cháy bằng cán, khiêng, cõng theo các lối ra vị trí sơ cứu. Lúc này, tổ chữa cháy đã sử dụng tối đa các loại phương tiện chữa cháy hiện có trong dân để hạn chế làm cháy lan, cứu tài sản và di chuyển tài sản tại các ngôi nhà mới phát sinh cháy về vị trí tập kết tài sản. Các thành viên đội phòng cháy chữa cháy dân phòng và quần chúng nhân dân đang hành động rất nhịp nhàng để triển khai kịp thời các phương án chữa cháy cứu người. Tổ cứu tài sản cũng phối hợp với 30 người dân trong bản di chuyển tài sản quan trọng tại các ngôi nhà xung quanh để hạn chế cháy lan, cháy lớn. Nhận được tin báo cháy xảy ra tại bản Sam Mấn, xã Sam Mấn, huyện Điện Biên, đồng chí trực ban 114 lập tức ấn chuông báo động, huy động lực lượng chuẩn bị tham gia chữa cháy, đồng thời báo cáo đồng chí trưởng phòng về vụ việc. Sau khi nhận tin báo, đồng chí trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động 80 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, đảm bảo đầy đủ thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ để tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại bản Sam Mấn, xã Sam Mấn, huyện Điện Biên.
Sau 20 phút, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí trưởng phòng, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Điện Biên đã có mặt tại hiện trường đám cháy để tiếp cận và xử lý. Lúc này, đồng chí đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy Sơn Phòng báo cáo chỉ huy chữa cháy sơ bộ về tình hình đám cháy và tiếp nhận theo lệnh chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Qua nghe báo cáo từ lực lượng cơ sở và nắm bắt tình hình thực tế tại hiện trường, chỉ huy chữa cháy xác định với diện tích và tốc độ phát triển nhanh, lan rộng của đám cháy, số lượng người bị thương và mắc kẹt trong đám cháy vẫn còn. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp một mặt khẩn trương tiếp cận hiện trường đám cháy, bố trí thành các tổ thể hiện công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Do bị mắc kẹt trong đám cháy một thời gian khá dài, dưới sự ảnh hưởng của khói bụi, trong khi nồng độ oxy bị thiếu, nhiều người đã bị ngạt, có người bị ngất. Tại khu vực xảy ra cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp liên tục tiếp cận và hướng dẫn 7 người dân đang bị mắc kẹt trên các nhà sàn thoát hiểm. Song hành với việc vừa trực tiếp dùng cáng khiêng cõng người bị mắc kẹt trong đám cháy, vừa sử dụng các phương tiện công cụ hỗ trợ người dân tiếp đất an toàn, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã đồng thời tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu đối với các nạn nhân ngay tại chỗ và trong suốt quá trình di chuyển đến vị trí an toàn gần nhất với sự hỗ trợ của lực lượng y tế. Bên cạnh đó, theo đánh giá tại chỗ, nhiều lực lượng phương tiện tại hiện trường không đủ khả năng xử lý của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chỉ huy chữa cháy đã gọi điện báo cáo phó giám đốc công an tỉnh, đề nghị huy động lực lượng thuộc công an tỉnh tham gia chữa cháy và đề xuất tham mưu đồng chí phó giám đốc công an tỉnh đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh huy động lực lượng của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo và nhận lệnh từ đồng chí phó giám đốc công an tỉnh, thượng tá Thiểu Xuân Vương đã ra lệnh thành lập các ban chỉ huy, ban tham mưu chữa cháy để chỉ huy điều hành các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Nắm bắt sơ bộ tình hình đám cháy tại bản Sa Mấn, xã Sa Mấn, huyện Điện Biên, đồng chí phó giám đốc công an tỉnh yêu cầu đồng chí trưởng phòng tham mưu công an tỉnh nhận lệnh huy động lực lượng từ các phòng công an tỉnh, công an huyện Điện Biên chi viện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, đồng thời trực tiếp có mặt tại hiện trường, điện thoại báo cáo đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thành lập ban chỉ đạo chữa cháy và chi viện thêm lực lượng trên địa bàn. Nhận thông tin từ đồng chí giám đốc công an tỉnh, đồng chí chủ tịch tỉnh gọi điện tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huy động các lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, Bộ Chỉ huy Quân sự huyện, Ủy ban nhân dân xã Sa Mấn, Điện lực Điện Biên, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên tới hỗ trợ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại bản Sa Mấn, xã Sa Mấn, huyện Điện Biên để tham gia chữa cháy, cứu nạn, bảo vệ hiện trường, sơ cứu và đưa người bị thương đến cơ sở y tế chữa trị. Nhận lệnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tránh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gọi điện huy động các lực lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ngay lập tức, các lực lượng gồm Công an huyện Điện Biên, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Hậu cần, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, Bộ Chỉ huy Quân sự huyện, Ủy ban nhân dân xã Sa Mấn, Điện lực Điện Biên đã triển khai cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để tham gia phối hợp hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy. Dưới sự điều hành trực tiếp của đồng chí chỉ huy, các lực lượng đã khẩn trương tiếp cận các vụ cháy và cứu được 15 nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy. Nhiều nạn nhân bị ngạt khói, khí độc ngay sau khi được đưa ra khỏi đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà hơi thổi ngạt, ép tim ngoài lồng ngực trước khi được đưa ra khu vực có nhân viên y tế hỗ trợ. Tại hiện trường, lực lượng y tế đang rất khẩn trương tiếp nhận các nạn nhân, sử dụng các thiết bị y tế nhanh chóng sơ cấp cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến địa điểm điều trị. Trong khi đó, lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn đang tiếp tục sử dụng các phương tiện cứu nạn cứu hộ để đưa những nạn nhân ra khu vực an toàn. Lúc này, những nạn nhân cuối cùng bị mắc kẹt trong đám cháy đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy đưa đến khu vực an toàn. Đám cháy vẫn đang ngày càng diễn biến phức tạp, có chiều hướng phát triển thành đám cháy lớn. Các lực lượng tổng lực chữa cháy. Ban chỉ huy chữa cháy đã xác lập đội hình chữa cháy, hình thành các mũi tấn công từ ngoài đánh vào, từ dưới đánh lên và từ trên đánh xuống, kết hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cơ sở, tạo nên thế trận chữa cháy tổng lực gồm 16 lăng giá trên 4 xe chữa cháy, 4 máy bơm chữa cháy với chiến thuật phun nước làm lạnh vùng cháy, kết hợp phun nước dạng tia để ngăn cháy lan và làm mát cho lực lượng phương tiện chữa cháy, tập trung từng bước khống chế và dập tắt đám cháy. Căn cứ đặc điểm địa hình và tình hình đám cháy, Ban Chỉ huy chữa cháy đã tính toán triển khai phun nước,
Với thế trận liên hoàn, với lưu lượng nước chữa cháy sau khi triển khai khoảng hơn 100 lít một giây, bảo đảm lưu lượng nước để chữa cháy và dập tắt đám cháy hoàn toàn. Tuy nhiên, với dung tích chứa nước của xe chữa cháy từ 3.000 đến 4.500 lít, việc chữa cháy với lưu lượng nước phun vào đám cháy như trên thì chỉ đảm bảo phun liên tục trong 3 phút, lượng nước trên xe sẽ hết. Do đó, chỉ huy chữa cháy đã ra lệnh cho các lực lượng chữa cháy triển khai các đội hình truyền tiếp nước cho xe chữa cháy bằng máy bơm chữa cháy, xe chữa cháy nhằm bảo đảm việc truyền tiếp nước chữa cháy được liên tục. Việc tổng lực phun nước chữa cháy đã tạo thành một sức mạnh tổng hợp với lượng nước khổng lồ đã bao trùm toàn bộ các nhà sàn bị cháy. Từ đó đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Sau 40 phút kể từ khi đám cháy xảy ra, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và sự kết hợp hiệu quả của các loại phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các lực lượng, đám cháy nhanh chóng đã được dập tắt, ngăn chặn chống cháy lan sang khu vực khác. Đã hướng dẫn thoát nạn cho hơn 100 người thoát khỏi khu vực bị cháy. Tổ cứu nạn với tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm đã hướng dẫn được hơn 50 người thoát nạn và đưa được 20 nạn nhân ra ngoài và tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu, đã bảo vệ được nhiều tài sản trị giá hàng tỷ đồng của bản Sa Mấn.